Sáng ngày 5 tháng 10, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Trần Thành Ngọ tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với đại biểu nhân dân năm 2020, tới dự có lãnh đạo Ban dân vận quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Qua nắm bắt tổng hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trần Thành Ngọ cũng như các ý kiến phát biểu tại hội nghị, nhân dân đánh giá Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của phường thực hiện đúng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại biểu nhân dân đề nghị lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Trong công tác quản lý điều hành của chính quyền, nhân dân phản ánh vẫn xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, trật tự đường hè chuyển biến chậm, cần có biện pháp xử lý dứt điểm. Một số ý kiến đề nghị cải tạo sửa chữa các tuyến đường ngõ đã xuống cấp, hoàn thiện việc lắp biển số nhà đường Tây Sơn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hồ điều hòa Tây Sơn, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng nút giao thông ngã năm, quản lý các hộ kinh doanh có điều kiện, nhất là về thời gian hoạt động, xử lý nghiêm các vi phạm. Công an phường cùng bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra canh gác, giữ an ninh trật tự, hạn chế tệ nạn xã hội. Các ý kiến nhân dân phát biểu đã được Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giải trình, trả lời cụ thể tại hội nghị đối thoại. Với các nội dung nhân dân phản ánh kiến nghị không thuộc thẩm quyền, phường Trần Thành Ngọ sẽ phối hợp với các cấp ngành đơn vị liên quan có biện pháp sớm giải quyết.